Karik nghẹn ngào chảy lòng chuyện không lấy được vợ vì không có tiền. Karik là cái tên không còn xa lạ trong giới giải trí, và nhất là đối với khán giả trẻ, với những bản rap chất lừ mang phong cách ấn tượng. Song ít ai biết rằng, đằng sau một chàng trai mang cá tính mạnh mẽ, lại có những góc khuất chất chứa nhiều tâm tư tình cảm chưa từng tiết lộ. Tham gia talk show Không Cay Không Về, nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân mình là một người không tốt trong chuyện tình cảm. Thời gian đầu, anh có quen một người khoảng 5-6 năm. Lúc lại 2-3 năm, nói chung người nào cũng khoảng vài năm hết. Nhưng lúc ấy, Karik thường xuyên vô tâm với họ. Nhìn lại chuyện ấy, anh thấy thật sự mình đã sai. Vậy nên, những người đến sau, Karik đã cố gắng bù đắp, chăm chút và dành nhiều thời gian yêu họ. Nhưng ngược lại, họ lại có nhiều lý do để rời xa anh hơn. Nói tiếp câu chuyện, chàng rapper nổi tiếng không giấu nổi sự nghẹn ngào, anh tâm sự. Tôi có một bí mật chưa từng tiết lộ. Từng có lần tôi nghĩ rằng mình sẽ cưới một người, nhưng để có được một đám cưới tử tế, cần ít nhất khoảng 200 đến 300 triệu, nhưng trong túi tôi thời điểm ấy không có đến 50 triệu. Nhưng cô ấy cũng muốn cùng tôi làm đám cưới, chẳng nhẽ tôi chối từ. Tôi đã đi vay tiền bạn bè xung quanh mình. Song thời điểm ấy kinh tế cũng là chuyện khó khăn, lúc ấy tôi chẳng còn cách nào, cứ ậm ừ, thế rồi chuyện tình ấy cũng qua. Sau tất cả những biến cố trong cuộc sống và tình cảm, Karik khẳng định bây giờ, thực sự nếu gặp được người con gái mình thương, anh cũng chưa thể cưới được vì anh suy nghĩ đã khác. Karik cho rằng khi xác định cưới một người, bản thân anh phải đảm bảo cho cuộc sống của họ được ấm êm đủ đầy. Cuộc sống này đúng là mỗi người có một nỗi khổ khác nhau.